Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Sau Chi Pu, Showbiz Việt tiếp tục có thêm một người đẹp vừa có ý định cầm máy lấn sân ca hát. Dù đang chuẩn bị cho Miss Universe nhưng Hoàng Thùy vẫn khiến người hâm mộ bất ngờ với quyết định này. Trên trang cá nhân của mình mới đây, Hoàng Thùy vừa chia sẻ một đoạn video ngắn quay lại cảnh người đẹp đang hát nhép theo lời bài hát. Mở đầu video, Hoàng Thùy đã gây chú ý khi khoe thân hình gợi cảm trong bộ váy cắt xẻ táo bạo. Với phần cổ được khoét sâu cùng việc để hở hai bên hông, cô đã khoe khoe được vòng một đầy đặn cùng vòng eo săn chắc. Chia sẻ về việc hát nhép, Hoàng Thùy nửa đầu nửa thật tuyên bố, quay MV chuẩn bị lấn sân ca sĩ, ai ủng hộ Thùy không? Động thái này của Hoàng Thùy đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhớ về lần hiếm hoi có thể nghe thấy người đẹp này thể hiện khả năng ca hát trong sự nghiệp. Vào một buổi tiệc thân mật giữa các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017, Hoàng Thùy từng ghi điểm với màn song ca cùng một ekip chương trình bài hát Cảm ơn tình yêu. Ngoài ra, Hoàng Thùy còn quyết định trình diễn ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nghệ sĩ Trần Lập trong phần thi tài năng Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Tuy nhiên, cô đã phải dừng phần thi giữa chừng vì quá run nên hát lệch tông và sai nhịp. Á hậu Hoàng My chính là người ra tín hiệu yêu cầu Hoàng Thùy dừng phần trình diễn của mình sau khi chứng kiến cô gắng gượng cố hoàn thành toàn bộ phần thi. Điều này khác hẳn với màn thể hiện tự tin, mạnh mẽ trước đó của cô. Chính vì vậy, người hâm mộ càng có niềm tin khẳng định màn trình diễn thất bại trong phần thi tài năng chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Việc Hoàng Thùy bất ngờ nhá hàng video này có phải là một động thái nhằm ám chỉ về việc sẽ thể hiện ca hát trong phần thi tài năng trong đấu trường sắc đẹp Miss Universe sắp tới? Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.